Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm, khi mà nhiều người có tâm lý mua nhà trước Tết âm lịch. Năm nay thoát khỏi giai đoạn nén do dịch bệnh từ hồi đầu năm. Cùng với nhiều yếu tố hỗ trợ khác, bất động sản thời điểm giáp Tết và trong cả năm 2021 được dự đoán sẽ thu hút mạnh dòng tiền nhàn rỗi hoặc là dòng tiền từ các kênh đầu tư khác. Kiều hối về Việt Nam đạt trên 15 tỷ đô la Mỹ. Lãi suất cho vay giảm xuống còn từ 5 đến 6% một năm, thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Hàng loạt các chủ đầu tư tung ra chương trình bán hàng kích cầu cuối năm. Đây là những cơ sở giúp thị trường bất động sản 2021 vẫn tiếp tục tăng trưởng. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành, trong đó hầu hết liên quan tới các luật về đất đai, về xây dựng, về đầu tư là đều được chỉ đạo để mà tháo gỡ vướng mắc. Thì đây chính là một cái chúng tôi nghĩ rằng là cũng là một cái động lực tạo các cái điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển. Dòng tiền từ chứng khoán sau khi chốt lời sẽ được đổ sang một kênh khác. Bitcoin năm nay cũng là một năm mà tăng giá rất lớn của Bitcoin. Thì cái dòng tiền từ những nhà đầu tư như vậy chốt lãi, tôi cho rằng họ sẽ chuyển sang một kênh đó, nó ít rủi ro hơn, nó an toàn hơn, nó bền vững hơn và nó có tính thanh khoản nó về thời gian tới nó sẽ tốt hơn. Đó là chính là cái bất động sản. Một số sàn giao dịch bất động sản cho biết lượng giao dịch cuối năm đã tăng đáng kể. Các phân khúc được quan tâm nhất bao gồm căn hộ chung cư vừa túi tiền, nhà đất thổ cư và dòng nghỉ dưỡng ven đô. Bất động sản phía ngoại ô vẫn còn đang còn cái thặng dư đang còn khá lớn, bởi vì nếu đầu tư bài bản là rất nhiều chủ tư có thể đưa ra sản phẩm tầm khoảng 14-15 triệu mét vuông, nhưng tiềm năng tăng giá của nó thì có thể lên tới 20-25-30 triệu đồng trên mét vuông trong thời gian tới nhờ cơ sở tầng, nhờ sự phát triển của những tỉnh thành mà có cái tiềm năng phát triển du lịch. Khi có dịch bệnh, người ta cũng có cái xu hướng di ra cái những khu vực mà có cái điều kiện sống nó thông thoáng hơn. Nguồn cung bất động sản tại các thành phố lớn vẫn đang khan hiếm. Như tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Xây dựng, nguồn cung dự án mới chỉ đạt 41,8% so với cách đây 2 năm trước. Điều này khiến các nhà đầu tư đang chuyển hướng đầu tư ra các tỉnh thành gần Hà Nội, có hệ thống giao thông hoàn thiện như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh.